mình có về qua cái trạm bơm của xã thì mình bơi và nghịch bắt cá ở dưới đấy. Thì cái ông trông trạm đấy, ông mới nhờ mình mở giúp cái cà lê với cả cái xô. Ông múc nước cho ngan ăn, thì bắt đầu khi mà mình mò được cái xô mình đưa ông ấy rồi, thì đến lúc mình quay sang mò cái cà lê thì mình lặn xuống ống số 3 mò, thì ông bị ống số, mình không nhớ là ống số 3 hay ống số 4, thì nó hút mình vào. Thực sự là nhiều lúc mình cũng đã nghĩ muốn buông xuôi. Và mỗi lúc mà lán nhất, lúc nào mà buồn nhất thì mình lại nghĩ đến mẹ. Để mình lấy cái này, mình lấy cái động lực để mình bước tiếp. Cái năm đó mình tổ chức sinh nhật và bạn bè đến rất là đông. Người đến rất là đông sau khi xong bạn bè mình hỏi là thế mẹ đâu ấy. Thực sự là mình không hiểu lúc đó mình tại sao mình lại mở mồm ra mình nói được cái câu là mẹ tớ xấu lắm. Thật sự là mình cũng không hiểu nổi luôn. Nhưng mà khi các bạn về hết rồi, thì mẹ rất là buồn. Mẹ rất là buồn, mẹ chỉ nói một câu là mẹ biết mẹ xấu, mẹ không bằng người ta. Nếu như kiếp sau có đầu thai thì chọn người nào giàu để đầu thai. Thì lúc ấy rất là hối hận rồi. Nhưng mà chỉ nói được một câu duy nhất với mẹ là gì? Nếu kiếp sau con được chọn, con vẫn chọn là con của mẹ. Mình nghĩ là mình sai khi nói câu đó, thì mình khi nói ra thì mình biết là mình sai, nhưng mà cũng không nói được câu xin lỗi mẹ. Mà giờ thì bây giờ biết xin lỗi mẹ rất là nhiều. Bản thân mẹ đã quá khổ rồi, và bây giờ mình chỉ muốn làm gì thì làm, thì mình chỉ muốn mang đến niềm vui cho mẹ. Đấy là cái mình mong muốn, tức là luôn mong muốn điều tốt nhất cho mẹ. Cái bước ngoặt lớn nhất đó là khi mà mình nhận được một bức thư từ trên Bệnh viện Việt Đức gửi về là cho lên Bệnh viện Bạch Mai tập chân giả. Và trong quá trình tập chân giả đó thì mình rất là may mắn có một anh tập cùng với mình, thì anh bảo mình là em nên tham gia thể thao, bởi vì ở trên Cúc Hạo có một câu lạc bộ thể thao dành cho người khuyết tật, ở trên đấy có rất là nhiều người khuyết tật, thì anh nghĩ là em sẽ tìm thấy niềm vui ở đấy. Mình quyết định mình chỉ nghĩ cái điều là thôi, vì bơi mà.